Nhìn cái hình ảnh này nhớ tới cái hoàn cảnh của chị Hoa, nhớ không luôn? Chị Hoa cũng như mình chút sâu vô nhé con. Rồi sao miệng thì cũng cũng phải hút luôn chứ mình đâu có tự nhả ra được. Không. Ai đọc Phật. Dạ cả nhà, thì hiện tại thì em cùng với anh em là đang có mặt tại đường Tôn Đức Thắng, khóm 1, phường 5, ở thành phố Sóc Trăng. Dạ thì hôm nay thì em cùng với anh em là trở lại thăm lại cái hoàn cảnh của bé Thảo Huy, 23 tuổi, mắc bệnh tự nhiên là bị ngưng tim từ 29 Tết. Đến hôm nay là 3-4 tháng rồi bé mới được xuất viện về nhà. Như video trước thì anh em có chia sẻ đó cả nhà. Thì hôm nay anh em trở lại thăm để coi cái tình hình sức khỏe của em Huy hiện giờ như thế nào á. Anh em cũng mới vừa đến nơi nè cả nhà. Đây, như là mẹ đang chăm sóc cho Huy trong này nè, đi vào đây nè. Em chào chị nha. Em chào chị. Ôi Huy tỉnh rồi kìa. Mở mắt rồi. Bị sốt hả chị? Sốt. Trời. Huy ơi. Kêu mấy bữa nay chị có kêu không chị? Kêu cho nói chuyện rồi cũng không biết. Cũng chẳng gì, chỉ là mở vậy thôi. Dạ. Trời ơi. Mở mắt. Đang mệt. Hai bữa nay mệt. Hai bữa rồi là hai tính đêm, ra hai ngày mệt đi, sốt từ bữa em đến xong là sốt luôn hả chị? Sốt luôn rồi, kêu bác sĩ lại truyền nước rồi kích rồi mới đi mới thay bình oxy đó. Dạ em kẹp mới thay bình oxy mới thay thì giờ nằm thở oxy gì đó cả nhà. Đang lau chùi tắm rửa hả chị? Không, bé đang sốt, lau cho hạ sốt. Hạ sốt. Trời ơi, cả nhà. Làm nước ấm hả chị? Đau nước ấm. Dạ. Có bệnh rồi chứ sốt rồi, sợ lắm luôn. Bệnh đã mệt rồi bây giờ sốt nữa. Nóng lắm hả chị? Nóng. Hai bữa quá trời. Trời ơi. Đó cả nhà. Cũng mở mắt thì nhìn vậy thôi chứ không có biết gì hết. Không biết gì hết, chỉ mở được vậy thôi. Huy ơi. Huy. Thảo Huy. Không biết gì cả nhà ơi. Thôi chị mới mua sữa thêm á hả? Ừ, bữa hổm Mạnh Thường Quân gửi theo em cho được 1 triệu đó, mua sữa với vô bình oxy rồi mua tã cho bé. Bữa anh em đến thì cũng thăm mà gửi 1 triệu của Mạnh Thường Quân đó, rồi chị mua thêm. Giờ hết sữa đó, mua mua cho bé. Cái sữa đó thì cái sữa nó không đủ chất. Không đủ dinh dưỡng. Không đủ dinh dưỡng. Mắt gì đảo vậy thôi chứ không có biết, không có nhận thức được. Bây giờ là mọi cái sinh hoạt á là chị phải lo hết, ăn uống này kia là phải bơm ống cả nhà, nó nằm vậy thôi đó. Khổ không? Có nói được tiếng nào không chị? Không, nói chung là bé bất tỉnh vậy, chỉ là mở mắt mà mắt cũng đâu thấy đường đâu. Hút ấy hả? Hút đàm thôi bé. Dạ. Rồi tới giờ đàm luôn. Ở nhà. Đàm. Về từ khi về là mình mới mua cái máy này hả chị? Về mua máy này. Bộ cái máy này. Cả nhà. Trời ơi. Nhìn cái hình ảnh này nhớ tới cái hoàn cảnh của chị Hoa, nhớ không luôn? Chị Hoa. Giống như cũng chút sâu vô nhé con. Rồi đau. Đau đớn nè. Mở miệng ra mẹ hút miệng ai. Hút trong miệng ai. Nói ra. Miệng thì cũng phải hút luôn chứ mình đâu có tự nhả ra được. Không. Ai đọc Phật. Không mở miệng hay được. Mở ra mẹ hút cho hết rồi.
Mở ơi, mở, mở cho mẹ, mở ơi. Mở. Hút một lần hút bỏ vậy là 5 ngàn. Cái em là nó cứng lại luôn á chị. Nó cứng gì, chờ nào ấy đè dữ lắm mới nó bỏ ra được. Cứng hàm. Cứng hàm. Cứng hàm. Một ngày là mình hút không mấy lần gì chị Thảo? Bữa nào bé mệt á hút 5-6 cộng luôn á. Ồ. Một cộng 5 ngàn. Ngày năm. Đêm cũng gần 10 cộng. Dạ. Nào mình hút 1 lần rồi anh bỏ. Hút lần bỏ, không có xài lại được. Và ngày là bé uống không mấy hộp sữa đó chị Thảo? Nếu uống buổi sáng, nếu hộp bự này thì buổi sáng hộp, buổi trưa hộp, một ngày 6 hộp. Tới tối nữa, trước khi bé ngủ cho bé uống nữa. Dạ. Bây giờ là chỉ cho uống sữa đó thôi. Giống như sữa sống kia chịu không nổi. Nó đâu có đủ chất đâu. Sữa kia thì chịu không nổi. Sữa kia thì mắc tiền quá. Mắc tiền một ngày cũng gần 300 ngàn tiền kia luôn, sữa kia. Giờ thấy bác sĩ với tiền oxy không ngày cũng 600 ngàn. Bác sĩ chị mới kêu bác sĩ lại hả? Kêu bác sĩ lại, bác sĩ vô thuốc này kia nọ thấy 300-400 ngàn, người oxy 300 nữa. Rồi bác sĩ lại là bác sĩ khám hay như thế nào chị Thảo? Khám rồi coi sốt rồi mới chuyển chay thuốc sốt vô. Bây giờ mấy chuyện đó nó không có ăn, nó uống sữa không có chất đó. Rồi nên chuyện đó vô cho bé khỏe. Dạ. Cho chị mỗi ngày. Giờ buồn ngủ nữa hay gì kìa. Cái nằm gì đó. Chuyện tại sốt rồi nó mệt. Đây là không biết gì hết rồi, không còn nói chuyện được. Không biết gì, nằm mê man gì. Đáng lẽ là Quy á, là chị Thảo nói là vẫn còn nằm trong bệnh viện đúng không? Chứ không có về. Vẫn còn nằm trong bệnh viện rồi nên nhà cũng hết khả năng rồi mới xin cho bé về. Hết khả năng rồi mới xin về đó chứ cũng không có cho về. Tại bé cũng nằm lâu rồi, điều trị cũng mấy tháng trời rồi thì cũng hết khả năng rồi. Xin cho bé về. Tự chăm sóc ở nhà. Ở trong đó thì có vô thuốc men hàng ngày không chị? Có vô. Vô thuốc, vô cũng vô nước này kia nọ rồi, tại bé không ăn được á, nên bơm sữa. Rồi như trong bệnh viện, nhiều khi người ta bỏ cho người ta chết rồi đó, cũng sữa mới sữa, mất tiền á, đem lại cho nó cũng đỡ. Rồi tới chừng không ai cho thì uống này. Chị vô trong ngồi đi cho anh em dễ quay. Vô trong ngồi quay ra đi. Rồi nghiệp không phải nhà. Hôm nay có anh Nguyễn Anh Tấn ở bên Mỹ á, gọi nhờ em mua cái hộp sữa này, đâu chị coi cái này có cho bé dùng được không? Dạ. Sữa Ensure. Cho em gửi lời cảm ơn anh Tấn ở bên anh Mỹ Tấn. Nhiều lắm nha. Dạ. Nó có phiếu chổng luôn, hình như là 900 mấy một hộp, còn tiền trong đó nữa chị coi còn nhiêu tiền vậy? Nhiều quá vậy. Hộp là 950 49 ngàn. Ủa gì? 900. Rồi còn được 51 ngàn đó. Anh gửi 1 triệu nhờ em mua sữa đó là còn dư lại đó. Cho em mượn cái phiếu đó chị. Đây, cầm tiền đi. Cái nhà anh cũng nhờ đây có tiền đi. Hộp là 949 ngàn. Anh nó kêu mua cái sữa này rồi chị mình chịu khó mình pha thì nó tại nhà mình có nước cắm nó dễ mình pha rồi để nguội rồi mình nãy cho bé uống giống như mình uống cái kia nhưng mà giống cái này mừng lắm luôn. Cho em gửi lời cảm ơn anh Tấn nhiều và chúc anh được nhiều sức khỏe ạ. Giống như cái đó có chất á, có chất cho bé. Đúng rồi, tại cái này cũng như có chất đạm này kia nọ đầy đủ, còn mấy này nó có đâu, chỉ là uống cũng như qua cơn đói thôi chứ. Cái sữa kia là do mấy bé luôn, mấy bé uống. Bé uống cho cái gì thôi chứ đâu có chất. Đâu có chất, trong khi Quy lại bệnh như vậy nè. Cái người bác sĩ có nói là, có hỏi là bác sĩ mấy cái nổi ra mặt là cái gì không chị? Cũng như cái này thuốc nhiều quá, vô thuốc nhiều quá rồi nó dị ứng lên á. Ở nhà nhìn nè. Nó dị ứng thuốc á. Mặt nổi lên một á. Như lúc trong người sức rồi mình tốn thuốc nhiều quá, thuốc này thuốc kia. Mỗi lần bé bị này bị kia là mua đủ thứ thuốc luôn. Dạ. Rồi vô nhiều quá chắc nó bị dị ứng. Mấy tháng trời bác sĩ cũng kiên trì để cứu em nữa. Tới tay chân vô, hồi nói chắc không còn mạch để vô luôn á. Từ 29 Tết tới giờ này nữa nè. Lúc đó là tưởng nó giống như là không còn cơ hội luôn. Bé lúc đó giống như bị ngưng tim á.
Nghĩ là không còn cơ hội, nghĩ tưởng đâu là về hồi bữa 30 lận. Dạ. Với chị bé, cô bác sĩ nói để theo dõi bé để cố gắng hết sức. Tưởng là đi trong bữa 30 Tết rồi. Tính ra là bé hôn mê cũng lâu hả chị ha, mới tỉnh lại, mới mở mắt lại. 2 tháng mới được mở mắt. Mở mắt thì chỉ vậy thôi chứ cũng không có biết, không có biết gì ha. Cũng nằm bất động vậy. Tay chân là có nắm luôn không chị? Có không. Nắm. Bé giống như bị động kinh, co lại. Rồi sợ nó bị quất lại gì á, ưa tập thể dục cho bé này kia nọ rồi. Dạ. Cái giờ về mấy bữa tụi cha vô đây nè. Quân ơi. Vô ngồi mẹ kìa. Qua đây nè, qua mẹ nè. Đây là em trai của Huy luôn. Bữa anh em đến. Bé cũng bị bệnh. Bé bị bệnh. Bị giật té xuống nè, giờ chạy ở đây nữa nè. Té nè chị. Té giật á, bị chạy mặt. Đâu có đi học được đâu. Bệnh động kinh hả chị? Bị động kinh, chứ não chậm phát triển. Dạ. Vì Thảo có hai đứa con mà giờ ai cũng bệnh hết. Nhà cửa luôn, nhìn thấy nhà cửa không? Đó, nhà cửa của chị nè. Nếu mưa tới thì chắc cũng phải dột nát luôn. Mưa lớn thì dột chỗ Quy, mưa nhỏ thì đỡ. Phải nhờ thấy tội nghiệp không? Thì đó, lũng bộ lỗ bự luôn đó, lỗ bự luôn. Nó là phải che vậy đó. Phía sau chị cũng che cao su. Thấy không, trời ấy nè. Không có mở che chứ. Mưa là bảo đảm nó dột hết luôn. Thường. Giờ bé bệnh nhà cũng không có phần khả năng để sửa chữa. Lo bệnh không, thời gian này lo bệnh không là cũng đóng đuối rồi. Cứ nằm vậy thôi đó. Em đó là không có mặc đồ được không chị? Không chị mặc đồ được. Mệt, mệt vậy thôi chị đắp mệt vậy. Tả. Tả với đắp vậy cho nó thoáng tí. Một cô gái xinh đẹp, tự nhiên cái phát bệnh như vậy đó. Ủa vì... cha bé là giống như chị, là chia tay lâu rồi hả chị? 7 năm rồi. 7 năm rồi. Một mình chị đi làm cũng giống như cùng mấy đứa con thôi. Mẹ con đùm bọc lẫn nhau. Có gì ăn nấy. Nghèo thì nghèo nhưng mà nó không có đổi, mình xoay sở, mình bước quá mình thiếu người ta, mình làm mình có sức thì mình làm trả người ta được. Rồi giờ bé vậy thôi thua luôn. Rồi cha bé có về thăm bé không chị? Cũng về thăm, hôm kia về thăm. Cứ thấy con mình như vậy, thật sự người ngoài nhìn vô á, người ta còn thương. Thương xót nữa, thương gì người nhà. Tội quá. Bây giờ nằm giống như thật sự không biết gì luôn, giống như tỉnh thì mở mắt vậy thôi chứ, thật sự giống như người thực vật vậy. Tội nghiệp không biết gì. Là lúc trước chị nói là lúc mà bé mà bị phát bệnh vô bệnh viện là bé đang mang bầu hả chị? Mang bầu 1.5 tháng. Mang bầu 1.5 tháng, còn nhỏ mới mang bầu nên là vô đó thì thuốc men này kia chắc bé kia cũng mất luôn. Như chạy máy ECMO, máu nó lọc thường xuyên nên lọc ra luôn, chứ bị suy thận á, nên lọc ra luôn, không có giữ bé được. Còn tại lúc đó bé giống như 1.5 tháng giống như có cục máu thôi, mà không có chưa hạnh hình em bé. Nhưng mà đến hôm giờ thì bé cũng bự rồi đó. Nhưng mà còn giờ cũng 7 tháng mấy ạ. Là trước đó là bé có biểu hiện bệnh hay gì không? Lúc không. Trước đó chị? Bé không bao giờ, nó không có biểu hiện bệnh gì hết trơn, tự nhiên bữa nó tính sửa soạn nó chơi thôi. Rồi ngã xuống vậy, cũng không ngờ là nó bị nặng vậy luôn. Té luôn. Té xuống rồi đưa vô bệnh viện. Rồi cũng như trong nhà thì không nghĩ là mình nặng tới cỡ này. Tại vì đó tới giờ chưa từng bị bệnh gì hết. Nếu như đã từng có tiền án tiền sử bệnh này kia nọ đi, mình nói còn là chưa từng luôn. Trời ơi. Giống như bị có sức nặng vậy. Là lúc trước đó thì khi mà vô bệnh viện thì mới biết là bé mắc một cái căn bệnh thận, suy thận. Điều trị khoảng 2 mấy ngày mới là bé chuyển biến ra suy thận. Rồi trong bụng của bé là bác sĩ kêu lên là nói là giờ bé trong bụng á, là nó có mổ trong bụng. Người nhà ký cam đoan để mổ cho bé để cứu mạng bé về. Là chính tay bác sĩ giám đốc làm không, nói chung là bé ca này là ca nặng. Thành ra là ban giám đốc với ban cái gì đó, mấy người toàn là mấy người lớn không à, điều trị cho bé không à, trưởng khoa này kia nọ mấy thôi. Người giỏi trong đó ha, bác sĩ giỏi, bác sĩ trưởng khoa với giám đốc thôi. Như vô hỏi thăm tình hình bé thì kia nọ, bác sĩ trả lời nói là
Bé Huy thì chăm sóc đặc biệt, mấy em không có chăm sóc. Chị muốn gặp thì gặp, muốn hỏi bệnh tình của bé này kia nọ thì gặp trưởng khoa. Trưởng khoa theo dõi bé, còn mấy em không có theo dõi bé tại ca này, ca đặc biệt. Giám đốc với trưởng khoa đều quan tâm dữ lắm. Tính ra bác sĩ cũng nhiệt tình, cũng vừa dành lại cái sự sống cho em đó. Lúc mà vô thăm con thì thấy con hôn mê, cũng có ngỏ ý là xin về, nói bé không qua khỏi thì thôi cho xin đem bé về. Nhà cũng khó khăn gì đó, mới là bác sĩ nói thôi bé nó còn trẻ thôi, giờ cứu tới đâu hay tới đó, còn nước thì còn tát đấy chị ơi. Nói giờ bé ở nhà cũng có khả năng, vì nên giờ để nó để tới đâu hay tới đó đây, chứ giờ cũng không có tiền, nên thành ra cũng lên mạng tra cứu như gà hảo tâm này kia nọ rồi đó. Mới liên hệ cũng xin mới để giữ lời tới, giống như là nằm lại tới hôm nay luôn. Tới không còn khả năng nữa mới đưa về, cho chị cũng không có muốn đưa bé về nhà như vậy. Về nhìn nó nằm như vậy đau lòng. Nói chung mình không có con nhiều thì mình ráng hết sức, nghèo thì nghèo nhưng mà cũng cố hết sức để dành mạng sống của con về. Hai đứa con, bé trai đó thì giờ cũng không có đi học gì được hết. Tại bé cũng có bệnh, ngày nào cũng bị giật á, giật. Bị giật té, rồi đầu này rồi cái thẹo lum, thẹo dít đồm lum. Sốt là giật nằm mạnh ha chị ha. Sốt thì giật triền miên luôn, ban đêm rồi nó giật thấy tội lắm. Ban đêm mới đặt thí dụ mà nó sốt thì nó co tay chân lại, rút lại rồi thẳng giò cũng thấy tội lắm. Còn bình thường vậy thì giật nó nhẹ đỡ một tí. Còn khi nào mà bé sốt á, mới giật tới đêm nó khóc luôn, nó đau nó khóc luôn. Bởi chị đụng sau lưng mà nó giật như nó như đó. Đó, đúng không? Nó có cái giống như trong người có cái giật, bệnh giật, nó đụng là giật. Người sợ rồi chơi đi học chung mấy đứa nít mà nó đẩy sợ lắm, nó giật té. Bởi vì đâu dám cho bé đi học đâu, sợ mấy bạn đồ như chơi không biết rồi cái đánh nhẹ thôi là cúm đầu bể đầu chết luôn. Đang ngồi mà của em té cái bị giật á, bị quá bự nè, quá lớn nè. Cái này thì bể mấy lần luôn, mai mấy lần luôn. Vừa bên đây cũng vậy đó. Vậy đó. Thảo Vi thì cũng giống như người thực vật, bây giờ không có nói năng, không có nói chuyện được. Con trai kế tiếp đây nữa, con mắc bệnh nữa. Trời ơi. Giờ nằm vậy. Đụng tay rồi có sao, đụng tay nó sao. Đụng bên đây không sao mà đụng bên đây. Giống như có điện ha. Trời. Giật dạng như thế xây qua đây mình không dám đụng mạnh, đụng mạnh sợ nó giật cấm quýnh đầu vô đó. Giật là cấm đầu luôn, đập mạnh, đụng mạnh là giật cấm đầu luôn ha. Trừ khi đụng mà nó xây qua đây thì đỡ chút, mà nó xây vô cái gì thì đánh nó. Ngộ thiệt chứ. Như vô tắm thì mình phải dịnh nó cho chắc ở đây, nếu không thì nó ruột xuống vô cái bô hoặc là cái gì như tới đó trong có cái bô đập vô, đập vô mấy lần. Bệnh là thẹo bầm ở đây là toàn là đập không. Trời, cái mặt mặt cũng thẹo nữa kìa. Nói chung là bấy hết trơn, dưới đây nè, ở dưới đây cũng bấy luôn. Còn ở đây thì mà... giờ còn đang sưng mà. Mắt bên kia cũng đang bầm bầm rồi đó. Phải đang bầm bên đây. Bị sưng ở đây, thẹo đây. Nó nói chuyện được nhưng mà có người nó ít nói lắm, trừ khi có mẹ nó nói. Bữa con nói, ê chú chào con nha, con tên gì? Chào chú đi con. Nó con tên gì nói hay. Cái môi này giật cũng bể nè. Bể môi luôn. Bể môi, nói chung là giật ngay ở đâu là bể đó. Dạ. Bị mệt nữa nha. Bây giờ nên chị lại tiếp tục lo tiếp. Mà mốt lớn lên đây nó giật càng nguy hiểm á. Thật đó. Bà ngoại không dám cho đi chơi với mấy người ta, sợ mấy đứa nó mấy bé nào biết thì né né, còn mấy bé nào không biết cứ quýnh vô té bể đầu này kia nọ. Dạ. Người nó đâu biết mét giống người ta đâu. Nín thinh về đau, nín thinh đau quá thì khóc. Chắc này chắc từ từ chắc nó lặn bớt ha chị ha, nếu mà không có thuốc ngang như bệnh viện nữa thì từ từ nó bớt mất. Nó chỗ ra nó nổi quá trời luôn. Về không gài thấy nó đỡ nhiều rồi. Nó nổi. Về cũng mua thuốc sức vô cho nó đỡ, hai bữa nay thấy đỡ nhiều. Bữa hổm dày cui luôn, nhìn vô. Chẳng nóng lắm rồi, trời ơi. Nhìn lúc nào hai bữa nay nó sốt nó ửng lên á. Nó nổi thêm nữa. Mình có thuốc hạ sốt gì không chị? Bác sĩ có đưa không? Này phải mua thuốc hạ sốt hay là cái gì mua đó. Mua xuyên sủi á, nãy kêu bác sĩ lại vô chai Paga rồi. Hay mua miếng dán gì đó mình để ở nhà sẵn. Bà đang làm gì phía sau hả chị? Rửa chén. Rửa chén hả?
Tối chị ngủ đây luôn hay sao? Chứ ngủ đây với con luôn, không dám đi ra đâu. Tại khuya lên hút đàm nó mệt rất rồi. Không dám ngủ mê đâu. Ngủ bắt đầu nó mệt khò khè, bắt đầu lên hút đàm cho nó liền. Tối là phải canh hút đàm này kia nữa. Khổ cực biết nhiều nữa. Cái ống này là đừng, chị nói là không có cho chuột ra ha. Không cho chuột. Chuột ra khổ nữa. Méo không vậy đó, méo không được nữa. Tại thai đó nó hơi mắc tiền. Ở đầu cứ nằm mình tự mình chở thôi chứ không có biết chở đúng, gì hết. Chở, chở qua chở lại vậy đó. Đừng cho bị lét lưng. Đúng rồi, kỹ để cái lưng bị lét là khổ nữa. Đúng. Nhờ chăm sóc nó kỹ nó cũng không có bị lét gì hết chứ. Giờ chỉ mong mình Thường Quân thương và giúp cho Thảo Quy có tiền mua sữa nè, mua tả rồi thuốc men hàng ngày. Chứ cũng không biết như thế nào nữa, cứ nằm như vậy thì bác sĩ thì cũng không có nói khi nào mà hồi phục gì hết ha. Không, nó bây giờ nó là chị rồi, chỉ có chào phép màu thôi. Bác sĩ ra cũng nói câu đó, nó giờ nó chỉ là chào phép màu thôi. Thôi mà. Cố gắng đi, người nhà cố gắng đi. Nói vậy. Chào phép màu nào đó để cho bé tỉnh lại chứ. Bác sĩ nó chờ phép màu đến với em. Giờ có tiền cũng đâu có đi bệnh viện được đâu đúng không? Giờ bởi vì mệt, nếu mà theo người khác thì người ta đem đi bệnh viện, giờ cũng chịu trận ở nhà. Bác sĩ nói câu đó rồi. Nằm bệnh viện quá lâu rồi. Hết khả năng rồi. Chứ cũng muốn để bé giống. Vì sao thì bệnh viện nó đỡ hơn. Bệnh viện có thuốc men là tại nó không được ăn uống dinh dưỡng nhiều. Về nhà rồi. Mới thai bình này mấy trăm chị? 300. 300. Cái vỏ là lúc trước nó có đặt cọc mình gì không? Đặt cọc 2 triệu. Ồ đúng rồi, một cái vỏ đặt cọc 2 triệu á. Mới á. Đó theo cả nhà. Thai một bình là mấy trăm ngàn. Giờ là phải có oxy nè, phải có hút đàm nè. Lúc nào cũng phải trực chiến như vậy chứ. Cái này đang vô nước biển, bác sĩ đang vô nước biển. Trời ơi. Sự ống dít không nhìn thấy tội quá. Trong bệnh viện cái đợt mà mấy tấm hình mà chị gửi đó. Trời ơi nằm mà không biết bao nhiêu dây điện dây nhợ mà ghim vô người á. Nói chung là đủ thứ luôn. Quá trời luôn. Cũng may là đem đến bệnh viện kịp luôn chị ha. Kịp không rồi. Là cũng may là nhà mình xa cũng, thì đi nhà mình cũng gần bệnh viện. Vậy là tới. Như nhà bên huyện này kia nọ lên hơi lâu không mấy. Đúng rồi. Cũng may mắn là kịp thời thôi nha. Không, thật sự không nghĩ là con mình bị gì. Tại chi phải chi nó có biểu hiện này kia nọ rồi đó. Nó có biểu hiện là nó dạng như chắc gần bị hay sao. Nó cũng có biểu hiện là biết lo cho mẹ. 20 tháng 10 biết tặng hoa. Lần đầu tiên con gái tặng hoa cho mẹ. Lần đầu tiên luôn. Cũng lần cuối cùng. Chưa từng tặng quà, tặng hoa gì. Tự nhiên năm nay cái đi làm về. Bữa nay 20 tháng 10 con tặng hoa cho mẹ. Chúc mẹ luôn luôn xinh tươi, có sức khỏe. Dạ. Hồi đó tới giờ chưa biết tặng quà cho mẹ là gì. 20 tháng 10 xong rồi Tết đó ha. 20 tháng 10 xong Tết lần đầu tiên là 20 tháng 10 con biết tặng hoa cho mẹ. Hồi này con đây nha. Giờ cứ nằm gì thôi, không biết gì hết nữa. Tặng hoa cái ngã bệnh. Ngay cái bữa mà 29 Tết đó là trong bệnh viện người ta còn làm việc không? Còn cái như Tết thì bác sĩ thay phiên nhau trực. Nói chung trong bệnh viện luôn luôn là phiên thay phiên nhau trực. Đưa đến là có bác sĩ điều trị liền đó hả? Có điều trị liền, không điều trị liền là mất ngay lúc đó luôn. Là mất ngay lúc đó bác sĩ còn trả về nữa mà. Bác sĩ kêu trả về bé không có hy vọng rồi sao, bác sĩ khác lại cái nói để thử coi cho máy chạy ECMO này thử coi nó sao. Mà chạy máy ECMO đó trong bệnh viện mà nghe nó tới máy ECMO đó là ai cũng nói trời ca nặng dữ. Cái lên đồ nó bé bị gì nó chạy máy ECMO là người ta tra khảo ra nó trời bé nặng có gì làm gì nặng dữ. Đụng tới cái máy đó là người ta biết là cái tình hình sức khỏe là nguy kịch rồi đúng không? Dạ đúng rồi, đụng tới máy đó là ai cũng ấy trơn nó trời dữ gì. Giờ tính ra thì mấy hôm nay thì 2 hôm hả chị? Bữa hôm qua tới nay 2 hôm rồi ha. 2 hôm là bé xuống nhiều. Hôm nay qua thăm để coi bé coi có khỏe được chút nào hay không. Thì nhiều người cũng quan tâm hỏi thăm bé.
thấy bé nằm gì thấy thương lắm, nằm giống như ngủ vậy đó rồi mở mắt. Hai bữa nay nó ốm ha, hoặc hai cái này với cái giò bên đây nó teo lại. Bữa hổm thì bên đây thôi mà giờ giò bên đây nó teo. Teo hả? Ừ. Teo một bên. Teo hai bên luôn, giờ bữa hổm con bên đó hả? Coi gì không hả? Không nghe được, mà được. Tại mình để, nghiêng qua nghiêng lại đừng cho để bé cho nó đỡ. Ừ. Vô trọng là bác sĩ là nói chung là mổ tùm lum cho người bữa gì cho coi mổ quá trời mổ. Nè lúc nào ấy bé kênh vậy đó, co lại vậy đó. Ồ co giật giật giống như rút lại vậy ha. Nó phải bóp ra. Kéo ra nó rút lại. Rồi thôi. Rút gần rồi. Mệt, mở mắt lên mệt, dạ, thở mệt nha. Thêm. Vậy đó. Đang mệt luôn. Bây giờ phải canh xuống vậy đó, không canh không được. Không dám đi đâu luôn á. Bởi dám bỏ đi làm ăn gì đâu. Sao mà đi được. Ba thì cũng lớn tuổi, ba bệnh nữa, mới nằm viện về nữa. Rồi bé này cũng bệnh. Thật sự khi mà đến thăm cái hoàn cảnh của chị Thảo, thật sự nhìn cái căn nhà thì cũng tan nát, rồi trong nhà thì ai cũng bệnh hết, bế tắc luôn á. Thương quá trời. Thì em đến thăm hôm nay để coi Quy như thế nào. Bên cạnh đó thì cũng gửi phần quà của anh Tấn ở Mỹ, anh Nguyễn Anh Tấn ở Mỹ hộp sữa ha chị Thảo ha. Bên cạnh đó thì cũng có Mạnh Thường Quân gửi cho mình ít tiền á, thì tụi em thực sự thì mới chia sẻ lên có một hai hôm thôi, thì có nhiêu tiền thì tụi em cũng cấp tốc qua đây để giống như gửi cho chị á, để coi mình cần cái gì mình dùng để lo cho bé, chứ biết gia đình mình trong lúc này thì cũng không có tiền bạc gì hết, mới bệnh viện về nữa. Bây giờ để em coi tiền Mạnh Thường Quân gửi cho mình nhiêu, em gửi cho chị Thảo nha. Thật cực kìa Quý ơi. Quy mở mắt ra cả nhà mà không kêu cũng không nghe được luôn, giống như không nghe được cả nhà này. Thương quá rồi. Có đây có anh chị Hà Tùng mới vừa gửi cho bé Thảo Quy được 300.000 nữa nè cả nhà. Ôi mừng quá. Anh chị Hà Tùng là gửi 300.000 và tiếp đó thì có đây anh Nguyễn Anh Tấn gửi hộp sữa, gửi 1 triệu mua sữa. Rồi anh chị Hà Tùng là gửi 300. Chú Xuân Việt Kiều Mỹ là gửi được 100 đô la Mỹ. Thì em đổi giùm cho chị luôn là được 2 triệu 550 ngàn. Để em đổi được trong tiệm vàng giá nó cao á. Rồi tiếp đó thì có chị Châu hỗ trợ cho bé Quy là 500 ngàn. Chị Ngọc Châu ha, 500 ngàn. Đó rồi còn một Mạnh Thường Quân cuối cùng đó là một người chú ở bên Mỹ, khi mà thấy được cái hoàn cảnh của Thảo Quy thì cũng rất là thương. Thật sự Mạnh Quân xem rất là thương, gửi cho Thảo Quy được là 5 triệu đồng nha chị ha. Thì tổng số tiền hôm nay em đến em thăm gia đình cũng như là gửi được 8 triệu 350 ngàn. Bây giờ em muốn xin phép quý Mạnh Thường Quân thì gửi số tiền này đến cho gia đình mình luôn nha. 8 triệu 350 ngàn. Bây giờ em đưa chị 350.000 trước ha. Đây 350.000 là còn 8 triệu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 triệu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 2 triệu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 3 triệu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 4 triệu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 5 triệu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 6 triệu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 7 triệu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 8 triệu. 350 ngàn. Dạ đó là số tiền của quý Mạnh Thường Quân, cũng như là khi mà xem được cái hoàn cảnh của Thảo Vi cũng rất là thương, cũng như gửi để chung tay với chị để lo cho bé. Dạ. Trước hết em cũng rất là cảm ơn các nhà hảo tâm trong nước và ngoài nước và các anh ở bên Mỹ giờ giàu sức khỏe
Và giúp đỡ trong hoàn cảnh thế này em rất là cảm ơn, không biết nói gì hơn nữa là em chúc mọi người được nhiều sức khỏe hả? Dạ, cố gắng lên đó chị. Thật sự thì Thảo Quy bây giờ không biết gì hết. Dạ, phải cũng là rất bé là còn cảm nhận. Động các anh chị đã quan tâm và chia sẻ trong những lúc này, em không biết nói gì hơn. Thật sự thì nhìn vô cái hoàn cảnh của chị thì rất là thương luôn. Một người mẹ mà lo cho con trong suốt thời gian dài như vậy. Mà bây giờ thì bé cũng với Quy nói chung là cũng chưa có bớt gì hết, cứ nằm như vậy thôi nè cả nhà. Và đây là những cái tình thương của Mạnh Thường Quân, nói chung là cũng giống như san sẻ cái nỗi khó khăn với gia đình mình. Cũng cầu mong là phép màu đến ha chị Thảo ha, phép màu đến. Rất là cảm ơn nhiều luôn, con biết nói sao không? Dạ. Mừng muốn rớt nước mắt luôn. Giống như được thêm để mình có tiền, cũng có tiền để lo cho bé mình trong một thời gian đầu nữa. Vậy ví dụ như có được nhiều tiền cái đầu chị cũng giống như lo cho bé được một thời gian nữa rồi. Thật sự luôn. Bây giờ cũng không có, nói chung là cũng không có cần gì hết, chỉ cần tiền để lo cho bé thôi, ngày nào hay ngày nấy thôi cả nhà. Bây giờ em thấy mà cứ như vậy hoài thì cũng không, cứ nằm vậy hoài thì đó, chị còn khó khăn nhiều lắm luôn. Mắt trông coi nè, không có đi làm được. Giờ ra sao thì phải mượn mẹ rồi chứ. Trong khi gia đình thì lại không có thu nhập nhiều, đâu có, bây giờ đâu có thu nhập gì đâu. Cũng trông chờ giờ Mạnh Thường Quân. Nếu mà bé Huy mà khỏe lại thì chị Thảo đi làm nè, đó thì cũng nó đỡ. Đồng lương nó không có cao nhưng mà xây đỡ đủ sống. Cuộc sống hàng ngày. Chỉ trong cái lúc này là bế tắc thiệt luôn. Không có Mạnh Thường Quân giúp là không biết như thế nào luôn coi nha. Nếu mà không có Mạnh Thường Quân giúp cũng không biết. Thật sự không, mình không có cái gì giá trị để trao đổi bên ngoài để mình lấy số tiền đó để lo cho bé luôn. Đúng rồi. Nhà cửa gì nè, có gì đâu mà để bán nữa. Đó. Có gì đâu mà để bán ra mà để có cái tiền. Cái giường này cũng chị nó ta cho. Có cái giường. Xin... Cái giường ta cho nữa nè. Dạ. Có cái giường nằm đẹp đẹp là người ta cho đó cả nhà. Nhìn Vy đây. Vy ơi, cố gắng lên hết bệnh nha Vy. Vy à, như trong miệng có đàm nữa hay sao vậy Thảo? Không, nó bị găng. Không, thốt cát chưa? Không, rồi treo vô đủ thứ đó. Thường quá. Vẫn đang chạy nước biển, đang vô nước biển nè. Tại vì mau hết là tại vì cứ xuyên suốt á, chạy tối ngày luôn nên là mau lắm, mau hết bệnh nếu lắm. Nếu mà nó mệt chạy thì hình như không tới 12 tiếng thôi. À là thở mạnh á hả chị? Rồi, nó thở mạnh, khi nào mệt rồi mở hơi nhiều thì cũng có mấy tiếng hết rồi. Rồi lúc nào bé nó không có gì mệt thì mình hạ xuống hơi lâu tí. Dạ. À là người ta có dặn mình dặn độ lớn độ nhỏ ha? Có hỏi y tá rồi nó cũng nhớ mức độ chỉnh không biết chỉnh rồi mấy đứa có hướng dẫn hướng dẫn là lúc nào bé thì mình chỉnh chị, lúc nào không mệt thì chỉnh chị. Dạ. Cái kia thường thường ta chụp vào miệng á, ta để thở oxy rồi này mà gắn trực tiếp vô cái cuốn họng luôn. Như anh ta nhẹ thì thở đó, còn bởi vì nó rất là mạnh phải có cái ống tự trong tim ra. Cái ống này vô trong đây nữa chứ không phải là ngoài này không. Dạ. Dình dực cái mạng sống từng hơi thở nha nhà. Lúc trước là tóc của bé là rụng hay là càng không, là cắt dài rồi, trong hồi sức nằm lâu quá đầu bé nó nổi mất rồi, nó dơ rồi mà không có tiền để gọi nên thành ra cắt cho bé để mình vô mình chăm sóc cho bé nó dễ, mình gọi cho bé luôn. Là mình cắt, chị cắt ha? Nhờ y tá chổng cắt. Y tá cắt. Rồi lúc trước tóc dài thấy tấm hình của Thảo Quyền giống như mẹ vậy. Chưa bệnh á, nhìn thật sự rất là đẹp luôn, rất cô gái rất là đẹp. Bây giờ cái nhà thấy ông bệnh rồi ra nông nổi này nữa, ai mà không đau lòng, nhất là mẹ nè, người mẹ cũng như người thân gia đình mà nhìn con cháu của mình á đang bình thường như vậy, khỏe mạnh xinh đẹp như vậy nữa mà tự nhiên đùng một cái nó ra nông nổi gì đó, quá đau lòng. Ở đây thì chắc cũng hơi nóng hay vậy ha, hơi nóng. Nó hơi hầm. Hơi hầm. Nói chung che cao su rồi cái tôn nó mỏng rồi nó gách hết trơn. Ở trước đây gách vậy, sau nói chung là không còn gì. Dạ. Giờ mưa là nó ướt. Giờ nắng thì nóng mà sợ là tới sắp tới mùa mưa rồi nè.
không biết là sao nó dọc ấy hết trơn hả? Sao nếu thì dọc nhiều lắm. Nếu mà có to lại thì nó đỡ, không có to lợp lại không biết sao. Ở ngoài mình nhìn vô đâu có biết nó dọc vậy đó ha. Được cái bức tường. Nhà này cũng được hai bức tường nè, luôn thấy không? Đây được hai bức tường thôi. Phía ngoài bức tường thì bức tường. Giống nhà của em Linh vậy. Đó, được hai bức tường. Đó, bức tường này còn quá. Còn to thì lủng rồi, thấy một trời chứ người lấy cái xuông treo lên. Miếng to lắm. Tại che lại nó. Cái này mưa lớn lại dột ngay chỗ MV này luôn. Nó lỗ to cái lắm á. Nhìn mấy cái ánh sáng to to đó. À, to lỗ bự lắm. Dột ngay đây ngay sau né được con. Đây dách lá nữa nè. Lúc nào bởi vì đậy cái xu lại nó đỡ. Này phải có tiền á, này mà nếu mà có thì phải 20 triệu hơn. Để rồi mình lọt to lại 20-30 triệu để lọt to lại thì nó sẽ đỡ. Tuy nóng nhưng mà nó không còn mưa, sợ mùa mưa. Giờ đòn tay đồ cũng mục hết chứ. Tháo ra là phải đòn tay đồ lại hết. Mình còn được 2 bức tường. Ôi trời ơi. Trong khi Vi thì bệnh như vậy nè, chưa xong gì hết. Nhìn nói chung là mình càng soi kỹ vô gia đình thì còn nhiều cái để lo quá. Sự mong là mạnh thường quân thương người giúp đỡ. Giờ cũng biết sao nó chỉ nói sao luôn chỉ là cầu bây giờ là xin để lo cho bé luôn. Cầu nguyện ha, ngày nào hay ngày nấy đi. Chị cũng hay tối hay mở kinh cho bé nghe. Có, ban đêm là để kinh rồi chắc sáng rồi để kinh chút. Dạ. Nằm suốt 4 năm tháng trời. Chăm người bệnh đúng là cực lắm luôn, rất là cực. Trong khi bé là không có biết gì hết nè, cực lắm. Trong khi chóng mặt rồi cái gắng lên như lúc trước bé nhập viện đầu tiên thì 2 tháng đầu khóc nhiều lắm. Tới 2 tháng sau không dám khóc, tới giờ cũng bữa bé về tới giờ cũng khóc mấy lần. Là gắn kiệm nước mắt dữ lắm luôn. Tại khóc rồi sợ mình ngã xuống rồi không ai lo. Một thân một mình nữa, rồi lúc nào còn mẹ, còn con, còn đủ thứ phía sau mình. Chị mà có gì thì không ai để đứng ra để lo luôn á. Nói chung cũng cố gắng kiệm nước mắt lắm, đôi khi. Chứ không phải là ấy. Đau khổ quá nhiều rồi. Tại khóc lúc mà còn nhìn con, nhìn vô hồi sức có nhìn con, không phải nói chứ. Không biết nói sao luôn, chỉ về ra ngoài cái người ta ngồi khóc trước mặt mọi người còn không. Ngồi một góc khóc đã đời mới đi ra. Người khóc nhiều quá, chóng mặt nên sau này không dám khóc kìm nước mắt lại. Rồi hồi lúc bé về tới giờ, thứ sáu tới giờ cũng khóc hơi bị nhiều. Khóc là bị chóng mặt hả chị? Khóc nhiều quá, chóng mặt. Với nhức đầu. Dạ, đúng rồi. Bữa thứ bảy rồi khóc hơi nhiều nữa. Tại kìm nước mắt không nổi, tại thấy bé nó mệt quá, rồi khuya nữa. Sợ nữa không chị? Rồi nên kìm nước mắt không được, thì cứ nước mắt cứ chảy rồi mình kìm không được. Thì mỗi lần mà bé mệt lên các chị cũng sợ, lo lắng dữ lắm. Không biết làm sao. Tại là ở nhà, bệnh viện thì chạy kêu bác sĩ được. Đúng rồi, ở nhà chị đâu biết làm gì đâu. Giờ mình sơ cứu ngoài thôi chứ. Như sáng giờ nó cũng mệt 2-3 lần. Sốt nè. Sốt rồi vỗ lưng này kia nọ cho đàm nó ra. Giờ đang thở mệt, thở hơi lên thôi. Bữa em lại quay lần đầu, lại quay đi cỡ nửa tiếng thôi là bé làm mệt dữ lắm luôn. Bắt đầu sốt triền miên tới bữa nay luôn. Thì bữa lại thì cũng giống hôm nay thôi, cũng mở mắt ra rồi nhắm mắt lại vậy thôi à. Đừng quá. Thôi chị phải cố gắng hay chị Thảo ha, cố gắng để lo cho Thảo Vi. Thôi em thì hôm nay thì đến đây thì giống như cũng cấp tốc luôn đó. Có Mạnh Thường Quân giúp là em đến đây liền để gửi cho chị. Chị lo cho bé. Cũng không biết nói gì hơn ngoài cái lời cảm ơn đến Mạnh Thường Quân. Cũng thương Thảo Huy và giúp đỡ á. Mấy Mạnh Thường Quân rồi khi mà xem được thì cũng cấp tốc gửi tiền. Giờ em cũng biết nói sao cho hơn, cho cạn lời. Em cũng gửi lời rất là cảm ơn các nhà hảo tâm và các anh chị ở bên nước ngoài. Đã thương bé Huy và thương gia đình em. Là viên góp và ủng hộ cho gia đình em để em có tiền đó để lo cho bé Huy hết mình. Em rất là cảm ơn các anh chị và chúc mọi người được nhiều sức khỏe. Dạ, dạ. Cái nhà chị Thảo cũng gửi lời cảm ơn đến Mạnh Thường Quân. Rồi thì giờ chắc cho phép anh em cũng xin dừng video ha, tại vì cũng khá là dài rồi. Chút xíu nữa thì đếm tiền lại chị Thảo coi có đủ không, có khi sợ đếm thiếu á. Sẵn ở đây thì chút rồi đang đếm tiền lại cho kỹ cái cả nhà. Bây giờ chắc cho phép em cùng với anh em cũng tạm khép video này ở đây. Xin hẹn gặp lại quý khán giả quý Mạnh Thường Quân trong những video tiếp theo. Cuối video thì cũng xin chúc cho toàn thể quý Mạnh Thường Quân, quý khán giả có thật là nhiều sức khỏe,
có cuộc sống thật hạnh phúc bên gia đình người thân. Rồi em chào chị Thảo nha. Chào chị Thảo, chào cả nhà. Chào Vy nha Vy ơi. Vy. Tội nghiệp không cả nhà. Rồi em chào cả nhà.